Hello, xin chào quý khán thính giả của CC. Ngày hôm nay, CC có được một cô bạn ở bên nước ngoài muốn chia sẻ tâm sự của cô ấy. Thật sự ra là lúc này thì các bạn biết là CC rất là bận, có nhiều câu chuyện các bạn đã gửi cho CC rồi nhưng mà CC chưa có thời gian để đăng. Nhưng mà CC cũng đã xin ý kiến các bạn thì các bạn nói rằng là từ từ chị đăng cũng được ạ, nếu chị có thời gian. Nhưng mà ngày hôm nay câu chuyện của cô em này muốn được CC chia sẻ. CC nghĩ rằng là câu chuyện này không dài. Cho nên là cũng mong các bạn đã gửi những câu chuyện cho CC rồi. Thì đừng có suy nghĩ nhiều, là tại sao tôi đưa cho chị trước mà chị không đăng, bây giờ chị lại đăng cho người mới nha. Thông cảm cho CC điều đó đi ha. Cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ. Thì bây giờ câu chuyện của chị là gì? CC cũng chưa được nghe. Bây giờ CC cùng với quý khán thính giả của CC hãy lắng nghe tâm tư của chị. Phải như thế nào chị mới muốn được chia sẻ cùng với quý khán thính giả, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu lắng nghe câu chuyện của chị. Hello. Em xin chào khán giả chị CC, cuộc sống Mỹ. Bấy lâu nay em có một cái tâm sự, em rất là buồn, buồn lắm. Nhưng mà em không thể nào mà mình tâm sự được với gia đình mình hay là với bạn bè. Lúc nào cũng cảm thấy mình ôm canh cánh bên lòng, mình rất là buồn lắm. Bên ngoài thì vui lắm nhưng mà thật sự rất là buồn lắm. Thì em xin bắt đầu em kể cái câu chuyện của em. Nhưng mà trước hết đó là em xin giới thiệu, em năm nay em được 47 tuổi. Thì bắt đầu em vô câu chuyện của em là em lập gia đình với ông xã em năm em 20 tuổi. Thì em sanh thằng con trai lớn em được năm em 21 tuổi. Thì cho tới thằng con trai của em được 4 tuổi thì ông xã em xảy ra tai nạn mất. Nhưng thật sự vợ chồng của mình sống với nhau chỉ được có mấy năm thôi, nhưng mà thật sự trong mấy năm đó khổ tâm thì nhiều lắm, chứ hạnh phúc thì không có. Là tại vì ông chồng của mình có cái tội nhậu, nhậu rất là dữ, nhậu nhiều lắm. Mình không thể nào mình khuyên được anh ấy. Thậm chí đến nỗi mình giận, mình hỏi anh ấy một câu, anh bỏ bia rượu hay là anh bỏ vợ con? Thì anh ấy không cần suy nghĩ, anh ấy trả lời liền, anh ấy nói anh ấy bỏ vợ con được, không bỏ bia rượu được. Thì cho có một hôm cũng gì anh ta đi uống bia rượu với bạn bè cho nên anh ta mới xảy ra tai nạn mất. Mà ngay cái hôm bữa chiều chồng của mình chết trên cái con đoạn đường mà về nhà, là cái bữa chiều đó mình với cô mình cũng đi biển chơi về chạy ngang. Mình chứng kiến chồng mình chết nhưng mà mình không biết là chồng mình chết, cứ nghĩ xảy ra tai nạn của ai thôi. Nhưng mà mình cũng rất có linh tính lắm. Khi về tới nhà, không biết tại sao mình không chợp mắt mình ngủ được. Khi gu con ngủ rồi mà mình không ngủ được, mình nóng lòng mình đi ra đi vô. Thì khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau thì mình nghe gõ cửa, gầm gầm. Thì mình mới ra mở cửa, mình mới thấy hai ông bô ly ti. Thì hai ông mới nói với mình là có phải mày có người chồng tên đó họ đó và mày tên đó họ đó không? Mình mới nói đúng. Nhưng mà trong đầu của mình thì mình nghĩ, à chắc ông chồng mình say xỉn đập phá hay là như thế nào bị bắt nhốt kêu mình lên bảo lãnh. Nhưng mà mình không ngờ khi ông bô ly ti ông nói chồng mày chết rồi, mới chết cách đây 1 tiếng xảy ra tai nạn. Bây giờ mày chèo lên xe, tao chở mày lên, mày nhận xác chồng mày lần cuối. Thật sự mà nói là lúc đó mình vừa nghe xong cái là mình bật ngửa mình xỉu luôn. Nhưng mà cũng may lúc đó là mẹ mình có ở đó, bà mới đỡ mình.
Thì đâu tới chừng 10 phút sau mình mới tỉnh dậy, thì ông Bô Ly ổng mới dìu mình xuống xe, ổng chở mình vô nhà thương, mình nhận xác ông chồng của mình. Khi vô nhà thương thì mình lại xỉu tiếp lần thứ hai nữa, kiểu gọi là mình quá sốc. Cái thứ nhất, ông chồng ra đi rất đột ngột. Cái thứ nhì, con thì vẫn còn nhỏ, một đứa 4 tuổi, một đứa mới giáp tơ nôi 1 tuổi. Cho nên mình sốc lắm, mình thật sự rất là sốc lắm. Thì bắt đầu lo đám tang cho ảnh. Nói chung thì ở bên này ảnh chỉ cô thân độc mã một mình thôi. Cho nên là thật sự bây giờ mình rất hối hận, mình hối hận lắm. Mình hối hận là như vậy, là lúc đó mình vừa sốc mà mình cũng vừa bối rối lắm. Cho nên mình mới gọi điện về cho gia đình ảnh bên Việt Nam. Thì gia đình ảnh bên Việt Nam mới nói yêu cầu đưa ảnh về bển, chôn cất cho ảnh gần gia đình của ảnh. Mà hồi còn sống thì ảnh cũng muốn như vậy nữa. Thì mình cũng cho tâm nguyện của ảnh. Cho nên mới là thiêu, thiêu ảnh. Chân tay mình bê cái hũ cốt của chồng lên máy bay, đưa chồng về Việt Nam, chôn chồng. Nhưng mà trên đường đi lúc nào nước mắt cũng ràn rụa. Vừa nghĩ sao mà mình vừa tuổi cho cái thân của mình dữ vậy, mình vô phước dữ vậy. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, mình nghĩ bây giờ cái tội nghiệp nhất là hai đứa con của mình sớm bị mất cha. Mình gán dằn lòng khi mà về Việt Nam lo cho chôn cất chồng xong xuôi rồi mình qua, nhưng mà mình rất hy vọng, mình rất hy vọng mình còn được có mẹ an ủi mình. Nhưng mà khi không ngờ bước qua trở lại, mình lại sốc thêm một lần thứ hai nữa, là người mẹ của mình đã, bà bước đi một bước nữa. Coi như giờ lúc đó mình cảm thấy mình hụt hẫng lắm, nhưng mà mình rất là thương mẹ lắm. Nhưng mình cũng hiểu được cho mẹ, hiểu được cho bà. Cho nên mình nói với bà, má cảm thấy má có hạnh phúc, má cứ việc đi, nắm cái hạnh phúc của má, không cần bận bịu lo cho con với hai cháu, con chịu đựng được, con gượng được. Cái miệng mình nói nhưng mà thật sự mình đã ngã ruột rồi đó, nhưng mà mình gán gượng, gượng cho bà thấy mà bà yên tâm. Nhưng mà thật ra đêm nào cũng ôm hai con mà ràn rụa, chảy nước mắt mà khóc. Thật sự không ai biết, không ai biết đâu. Nhưng mà mình gán gượng, mình cứ nghĩ con là trên hết. Mình xảy ra chuyện gì thì hai con như thế nào đấy? Mình gán mình gượng. Nhưng mà cái gượng thật sự nó đau lắm, nó rất là đau. Nhưng mà rồi cái gì nó cũng qua. Thật sự cái gì thì Chúa thương, Chúa thương, thì cái gì nó cũng qua hết. Sau một khoảng thời gian đó thì nói chung ra là cứ cuối tuần thì mình dẫn con lên cho thăm bà ngoại, mình thăm mẹ, chơi với bà. Thì vô tình cái ông chú, cái người chồng sau của mẹ mình, thì có một cái người cháu, thì cái anh đó ảnh mới tới chơi, ảnh mới tới chơi thì ảnh mới thấy mình. Nói chung ra ảnh để ý mình không có hay. Lúc đó thật sự mình không có nghĩ tới đâu, chồng mới chết được có mấy năm mà mình tập trung, mình chỉ biết làm con mình lo cho con mình thôi đó. Mình cũng không có quan tâm, không để ý tới đâu. Nhưng mà mình quên nói cho các bạn nghe, có một khoảng thời gian thằng con trai lớn của mình nó bị tâm lý rất là nặng.
Đến nỗi nhà trường phải xin phép chị cho một tuần như vậy bác sĩ xuống trò chuyện với nó. Kiểu ở dưới trường, nó xuống trường là nó trốn vô góc, nó ngồi, nó không nói chuyện với ai. Từ lúc đó chắc nó cũng có được cái sự hiểu biết rồi. Nó biết được ba nó mất là tại vì hồi ba nó còn, ông xã chị rất là cưng, cưng lắm. Cứ đi làm về là để con trên đầu, cưỡi ngựa, con muốn cái gì được cái nấy. Rất là cưng, cưng con lắm. Ừ. Thì vì lúc đó chắc cái cháu bé, con trai lớn của chị nó bị sốc. Mà tánh cái cháu này thì nó không có nói, nó rất là ít nói, cho nên vì chỗ đó nó mới bị trầm cảm. Khoảng thời gian đó chị cũng bị trầm cảm theo thằng con chị luôn. Chị rất là buồn, buồn lắm, mà chị vừa sợ nữa. Bản thân chị không cần thiết, nhưng mà chị rất là sợ cho con chị. Con chị mà xảy ra chuyện gì thì chị nói thiệt, chị chết chứ chị không thể nào sống được. Nhưng mà Chúa thương, đúng là cái gì chị cầu nguyện chị xin với Chúa thương. Rồi con chị từ từ cái là người ta giải thích cho nó nghe, từ từ cái là nó cũng hiểu được. Và bắt đầu từ từ cháu vui vẻ trở lại, cháu phấn khởi, cháu chơi trở lại, cháu trở thành một người không còn một cái gì nữa hết, cháu bình thường, cháu bình thường trở lại, mừng, mừng lắm. Thấy con trở lại bình thường rất là mừng. À, thì bắt đầu mình tiếp cái câu chuyện mà mình kể, mình nói mình gặp cái anh đó trên nhà mẹ của mình. Thì mình không quan tâm tới, không để ý. Rồi cứ như vậy thì có một ngày anh mới nói là anh để ý, anh thương mình, anh thích mình. Rồi từ từ chứ mình thấy tánh tình ảnh rất là tốt, ảnh rất là được, thì mình cũng có cảm tình, thì mình với ảnh mới là có một cái sự gọi là có cảm tình với nhau. Ảnh tới ảnh thăm đồ vậy đó. Rồi cũng kéo dài cũng khoảng thời gian cả 10 năm. Cả 10 năm thì mình với ảnh mới đi đến với nhau, mới ở với nhau. Thì mình ở, khi mà mình với ảnh thật sự ở với nhau chung một mái nhà thì cũng được 10 năm nữa. Nhưng mà trong cái 10 năm khoảng thời gian mà mình với ảnh chung sống với nhau thì vui buồn cũng có, nhưng mà thật sự thì cái buồn á thì nó nhiều hơn cái vui. Khi mà về chung sống rồi thì càng đi sâu vào thì mình mới càng hiểu 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 được cái tánh của ảnh rất là nhiều. Hả? Tánh anh này thì nói gì mà ướt át, hay là mà để mà quan tâm đến một người vợ là ảnh không có, anh không có được cái điều đó. À, cho nên là đôi lúc mình cảm thấy ảnh khô khan lắm, ảnh rất là khô khan, nhưng mà mình vẫn chịu đựng được. Thì nói chung ra công việc làm của ảnh thì ảnh đi làm ở nhà hàng, ảnh là đầu bếp chánh, ảnh rất là giỏi, ảnh giỏi lắm. À, thì sáng là ảnh ngủ dậy là ảnh đã rửa mặt, ảnh đi đến chỗ làm rồi, thì tới khi ảnh mới về. À, nhưng mà nói chung ra thì ảnh khô khan về cái mà sự mà quan tâm để ý tỉ mỉ, ảnh không có những cái đó. À, nhưng mà kiểu như khi mà muốn cái gì hay là như thế nào thì nói cho ảnh biết, thì ảnh mới biết là mình muốn cái đó, hay là mình thích cái đó, hay là như thế nào thì ảnh mới biết, thì ảnh sẽ đáp ứng. À, ảnh đáp ứng hết, ảnh cho hết đó. Ảnh rất là được về cái đó. Sau khoảng 10 năm cái là đùng ra một cái là ba của mình mất. Mình dẫn ba mình về Việt Nam chơi cái năm đó. Thì mình về Việt Nam chơi, dự định là cha con chơi một tháng, tụi ba mình cũng lớn tuổi, cũng yếu rồi. Thì về về bên đó chưa tới một tháng thì tự nhiên chi mình có một cái linh tính, cái cảm giác rất là hay lắm,
hay là Chúa đã ban cho mình được cái đó. Bỗng dưng đang ngồi ăn chứ mình giờ mình thấy ba mình kỳ lắm. Ba mình giống như gọi là ông không còn tỉnh táo, ông không còn gọi là kiểu như gọi là bình thường nữa. Ông kỳ lắm. Cái là tự nhiên mình thấy mình sợ và mình có một cái cảm giác rất là mạnh lắm. Cái là mình mới nói với hai thằng con của mình nói má ơi, má có cảm giác nó thấy ông ngoại rất là kỳ lắm, lạ lắm, mẹ sợ lắm. Thì mình năn nỉ hai thằng con mình thôi, bây giờ mẹ con mình đi lên cái văn phòng mình check vé máy bay phải đi về liền, không thể nào ở Việt Nam được nữa. Nó cảm thấy nó bất an lắm, dẫn ông ngoại về liền. Thì ba mẹ con mới lên check vé máy bay. Thì nói chung là mình ở Việt Nam nhiều lắm 2 tuần à, là mình check vé máy bay mình đi về lại rồi dẫn ông về. Thì vừa về về được tới nơi qua ngày mai là ông ngã một cái đùng đưa ông vô nhà thương. Thì ông vô nhà thương ông nằm qua một bên là ông đi luôn, ông chết luôn. Thì đùng một cái thì mình lại bị sốc, mình bị sốc, ba mình chết gọi là chết bất ngờ, chết không không trở tay kịp. Thì chôn cất ông xong rồi mình cũng buồn, mình buồn lắm, mình rất là buồn. Thì trong cái thời gian buồn đó đó, mình cứ nghĩ mình có được ảnh kế một bên, ảnh an ủi mình, ảnh tâm sự với mình, nhưng mà giống như từ hồi nãy đến giờ mình tâm sự với các bạn là ảnh không có được cái điểm đó, ảnh không có để ý. Mà giờ cái người bên cạnh của ảnh buồn hay vui hay là đang bị sốc cái gì, ảnh biết được là ba mình vừa mất đó, nhưng mà ảnh không quan tâm, ảnh không để ý tới. Ảnh chỉ biết là ảnh đi làm và ảnh về có cơm ăn, ảnh đi làm và ảnh về ảnh có cơm ăn. Nói chung ảnh chỉ nhiều khi thật sự mà nói, tối nằm ngủ bên cạnh ảnh, thật sự mình chảy nước mắt. Mình ngồi mình không có ngủ, thật sự suốt đêm không ngủ. Mình giờ mà ảnh nằm ảnh ngủ mà mình chảy hai hàng nước mắt. Mình cảm thấy sao mà con người của ảnh sao mà ảnh vô tâm dữ vậy. Ảnh không quan tâm được tới mình một chút xíu nào, ảnh không an ủi được mình một chút xíu nào. Thương thì ảnh thương lắm, ảnh rất là thương. Hả? Rồi khoảng một thời gian đó thì mình không ngờ cái khoảng thời gian đó ảnh ngoại tình bên ngoài mà mình không hay, mình không hay. Sau này mình ốc tè ra thì mình mới biết là cái thời gian ba mình vừa mất xong, thời gian ba mình vừa mất xong rồi thì ảnh đi làm, ảnh ngoại tình bên ngoài. Mà sau này mình ốc tè ra mình biết được, bạn mình cho mình biết được là cái người, cái cô mà ảnh ngoại tình là cái cô làm chung với ảnh nữa. À, mà cái cô làm chung với ảnh là đang ly dị chồng đó. Mình thật sự nói chung ra là mình không có, tại vì mình thương ảnh, mình rất là tin tưởng về ảnh, mình rất tin tưởng ảnh lắm. Mình không bao giờ là mình nghĩ là ảnh sẽ như vậy như vậy, tại vì mình đặt lòng tin, nói chung là thật sự đúng là mình đặt lòng tin vào ảnh rất là nặng, cho nên là mình mới 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 bị sốc như vậy. Khi kéo dài cho tới 3 năm thì mình mới ốc tè ra, mình thấy ảnh có nhiều cái cử chỉ rất là lạ 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 lắm. Nhưng mà có một lần mình rất là đau lòng, mình rất là sốc nặng, mình bệnh mà đến nỗi anh không dòm ngó, anh không quan tâm, không để ý tới. Mình phải đi lên nhà cái cô em của mình, cái cô em của mình nó cổ chở mình đi bác sĩ, đi nhà thương đồ đó.
mình phải ở trên nhà cái cô em của mình tới mấy ngày, mà trong mấy ngày đó ảnh cũng chưa hề gọi điện thoại hỏi thăm mình một tí. Thì trong cái khoảng thời gian đó là ảnh rất là mê cái cô này, mà mình không có tè ra, mình không hay biết gì hết. Lúc nào mình cũng nghĩ là ảnh mình cứ nghĩ đơn giản lắm, mình cứ nghĩ ảnh bận công việc quá, tại vì ảnh đâu biết mà, ảnh rất là bận, ảnh bận quá. Rồi khi ảnh về nhà là ảnh mệt quá, ảnh buông tay buông chân ra, ảnh nằm ảnh ngủ. Mình rất là chủ quan, mình rất là chủ quan lắm, nói chung như vậy. Nhưng mà thật sự mà nói, mình người ta nói đàn bà ai không ghen, không ít thì cũng nhiều, nhưng mà sao nó thật sự mà nói giống như Chúa cho mình được cái bản tánh thật sự là mình rất mình rất là điềm tĩnh về những cái vụ này lắm, mình không đen không gì hết, mình rất là điềm tĩnh lắm. Mình biết được là cái người bạn của mình cho mình biết được là ảnh quen với cái cô đó làm chung với ảnh là bao nhiêu năm, rồi đi đâu chơi, và hai người như thế nào sao sao sao, mình biết hết. Nhưng mà mình không nói gì hết, mình vẫn im lặng, mình không nói gì hết, mình để coi ảnh như thế nào. Thì ảnh cứ nghĩ là mình không biết gì hết. Nhưng mà càng ngày ảnh càng gọi là quá chớn quá chớn. Ảnh có những cái hành vi gọi là quá chớn, và những cái gọi là gần như gọi là chín mùi ra mặt luôn á. Sau này có một thời gian ảnh mới chuyển nhà hàng đi chỗ khác ảnh làm, thì ảnh mới kéo nó theo. Là lúc đó là bắt đầu ảnh chuẩn bị ảnh với nó ra mặt rồi đó, ảnh chở nó đi làm luôn. Thì mình mới cảm thấy là cái sức chịu đựng con người nó bao nhiêu đó thôi, nó tới hạn bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà mình nghĩ mình không thể nào chấp nhận được nữa. Không lẽ mình cứ mang một cái tâm sự, một cái đè nén hoài, mình hết sức rồi, thật sự nó hết sức rồi, không còn thôi chịu nổi được nữa. Thì có một hôm mình mới kêu ảnh, mình hỏi ảnh, mình nói chuyện. Nhưng mà cái anh này ảnh rất là ngang, ảnh nói chuyện ngang lắm, ảnh không bao giờ ảnh nói chuyện ngọt ngào hay tử tế, ảnh nói chuyện rất là ngang. Ảnh ngang mà với ảnh có một cái phong cách ảnh dai dẻ, kiểu như gọi là ta đây. Nó như vậy thì ảnh mới nói, mình mới nói là như vậy, như vậy đó. Ảnh mới trả lời lại với mình, giờ sao? Ảnh hỏi mình một câu như vậy, ảnh nói giờ sao? Trời ơi, mình quá sốc luôn. Mình cứ nghĩ mình nói ra như vậy thì ảnh rất là sợ, và ảnh sẽ chối hay là ảnh sẽ nói như thế nào. Nhưng mà ảnh trả lời một câu một thôi. Trời ơi, tự nhiên chứ mình cảm thấy mình rất là chân hững, mình sốc nặng luôn, giống như gọi là mình bị á khẩu luôn, coi như là đến nỗi mà mình bị sốc, mà đến nỗi 5 phút sau mình mới lấy lại được tinh thần, mình mới nói chuyện với ảnh. Thì ảnh mới nói là được thì ở, không được thì thôi, chấp nhận thì ở, không chấp nhận thì thôi. Mình mới cảm thấy cái câu nói của ảnh nó hơi quá đáng, nó hơi quá đáng. Nhưng mà mình nghĩ mình có khuyên ảnh, tại vì mình rất là thương ảnh. Lúc đó mình rất là thương ảnh, mình thật sự đôi lúc nhiều khi lúc đó mình nghĩ mình không còn ảnh nữa, mình không biết mình sống như thế nào. Tại vì mình cảm thấy là mình ở với ảnh có chục năm, mình kiểu như gọi là mình bầu bạn với ảnh, mình cảm thấy mình cũng quen rồi. Cho nên mình nghĩ nếu mà mình mất ảnh trong vòng tay của một người khác, mình cảm thấy mình đau lắm, mình xót lắm, không biết mình gượng được, mình chịu nổi không. Cho nên vì chỗ đó mà mình nhịn ảnh lắm, mình nhịn ảnh, và mình muốn níu kéo ảnh. Mình thật sự mình muốn níu kéo ảnh có được hay không, rất là níu kéo ảnh.
Trong cái khoảng thời gian mình tha thứ cho ảnh, mình níu kéo ảnh, mình mong ảnh suy nghĩ kỹ mà ảnh quay đầu trở lại. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì ảnh không quay đầu, mà ảnh với cái người đó càng ngày càng lặn sâu vào, càng trắng trợn. Thì có một hôm vừa rồi dịch, vừa rồi xảy ra cái vụ bệnh dịch, thì nhà hàng nó đóng cửa hết, ảnh không đi làm, ảnh ở nhà, ảnh không ở nhà. Thì cái cô đó cũng không liên lạc được với ảnh. Nhưng mà mình nói cái này ra thì chắc các bạn rất là bất ngờ lắm. Thường là người vợ đi ghen chồng, đi mệt khi, đi chửi, đi nói cái người giật chồng của mình. Nhưng mà cái này mình kể mấy bạn nghe, mấy bạn chắc có thể cũng hơi sốc, là ngược lại cái cô mà đi giật chồng của mình, cổ lại gọi điện thoại, cổ chửi mình, cổ hăm he mình. Mấy bạn thấy sốc không? Nhưng mà mình rất là hiền, mà tánh mình cũng rất là đồng lắm. Thì cái thời gian ảnh ở nhà, ảnh không đi làm, dịch nhà hàng đóng cửa, thì cổ không liên lạc được, cổ rất là tức. Cổ rất là tức. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian dịch đó thì mình không biết được là cổ đã có cái âm mưu, cổ đi ra ngoài, cổ mướn nhà sẵn rồi. À, mà trước đó là cổ với chồng mình đã đi coi nhà, lấy nhà. Mình không hay biết gì hết. Rồi sau này cái người bạn rất là thân thân của mình, như chị em ruột thịt, thì cái người chị bạn đó mới gọi điện, mới hỏi mình là mày có hay biết gì chưa. Thì mình mới nói vụ gì, người ta chín mùi rồi đó, mày sắp bắt chồng rồi, người ta mướn nhà xong rồi. Chứ mình mới nói vậy hả chị, không sao, cứ để coi như thế nào. Thì cổ không liên lạc được với ông chồng của mình, thì cô ta mới giận dữ, mới tức lên, không liên lạc được với chồng mình mấy hôm. Thì cô ta mới vô Facebook, thì cô ta vô tình thấy được cái Facebook của thằng con trai út của mình. Thì cô ta thấy thằng con trai út mình đưa hình mình lên đó, nhưng mà thật sự là cô ta biết mình mà mình không biết mặt cô ta. Nhưng mà cô ta biết mình rất là rõ, biết mặt mình và biết mình rất là rõ. Thì cho nên là cô ta mới vô Facebook thằng con trai út của mình, cô ta mới nhắn với thằng con trai út của mình, nói là muốn xin số điện thoại của mình. Thì thằng con trai út của mình với anh ấy đang nằm ở trên giường coi tivi. Thì thằng con trai út mình nó mới chạy qua, nó nói mẹ mẹ, có cái cô nào có vô Facebook con, cô nhắn, cô nói cô cần nói chuyện với mẹ gấp, cô muốn xin số điện thoại của mẹ. Thì mới đầu mình tưởng ai kiếm mình, tại vì bạn của mình là ai cũng có số điện thoại của mình. Thì mình mới chạy qua mình dòm. Thật sự mình cũng không biết tên cổ tên gì nữa. À, nhưng mà mình nghe lớn thốn á, là cái người chị bạn của mình nó gọi điện nói chuyện với mình á, thì mình nghe đâu cái người chị bạn của mình đã nói tên của cổ. À, thì mình mới chợt nhớ ra, mình nói à, cái tên này. Chứ mình mới nói với thằng con trai út của mình, con cứ cho số điện thoại đi. Rồi ổng mới nằm kế bên mình, thì ổng mới nói ủa vụ gì vậy. Thì lúc đó là mình cũng cảm thấy là cái máu sản họng mình nó giận, nó hơi nổi lên rồi, nhưng mà cũng tỉnh, rất là tỉnh lắm, dàn xuống. Thì mình mới nói anh à, em không biết vụ gì, nhưng mà cái người đó tên đó vậy đó, vô Facebook thằng con trai em kiếm em, muốn nói chuyện với em gấp, cho nên em cho số điện thoại rồi. Em nghĩ chờ chừng 2 phút là điện thoại em sẽ reo. Tức là tự nhiên mặt mày ảnh xanh lét, ảnh bực ngồi dậy, một cái phản ứng của ảnh bực ngồi dậy một cái sổ liền. À, là em biết rồi. Ê, mà thiệt đâu chưa tới 2 phút điện thoại của mình reo, cái là mình bắt điện thoại lên. Mình bắt điện thoại lên thì cổ mới nói là cổ rất là nhen, mà cổ rất là tự tin lắm. Mình nghĩ có thể là chắc ông chồng của mình nói cái gì với cổ, kiểu như gọi là giống như gọi là đưa 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 cô lên hay sao á, rất là tự tin lắm. Cổ nói là cho gặp ảnh đi, cổ nói rất là ngang ngang lắm, cổ nói cho gặp ảnh đi. Mình cũng vẫn lịch sự lắm, mình nói
Ok, đây, đưa điện thoại qua cho ổng liền. Thì ổng mới nắm điện thoại lên trước mặt của mình, thì ổng mới giả bộ, ổng la hét với nó. Rồi xong rồi, chứ mình nghe ở bên đầu dây nó cũng la hét lại với ổng. Nó mới nói, có muốn không? Có muốn quạch tẹt không? Cho quạch tẹt luôn. Anh đi nói xấu vợ anh, cho tôi nghe, anh có muốn bây giờ tôi khai không? Thì em mới nghe như vậy, em mới giật cái điện thoại, em mới giật cái điện thoại, em mới nói nè, bình tĩnh, đáng lý chị mới là cái người nóng tính nè, chị mới là cái người la hét với em á, nhưng mà em bình tĩnh, em hãy nói đi, chồng chị nói xấu chị cái gì, cái gì, cái gì, cứ việc nói hết đi, nói cho chị nghe đi, sẵn chồng chị ở đây nữa nè, em cứ nói hết đi em. Đó, thì nó mới nói, chồng chị á là nói với em á là chị á vậy đó, nói chung là nói xấu không, mà nói xấu mà nói nhiều cái là thật sự khó nghe lắm, khó lọt vào lỗ lỗ tai lắm. Mình nói vậy hả? Ok, mình chỉ nói nhỏ nhẹ với cô ta một câu thôi nè, chị nói em nghe, em đã nói chồng chị đi nói xấu chị cho em nghe, vậy thì em có nghĩ sau này cái người chồng của chị về ở với em thì anh ta, em có xin chắc chắn là anh ta sau này có đi nói xấu em giống như đang nói xấu chị bây giờ không? Em có chắc chắn như vậy không? Một khi anh ta đã đi nói xấu vợ mình thì em phải có cái đầu óc em suy nghĩ, em phải bắn trong đầu, cái anh này nếu anh thật ảnh thật sự bản lãnh một người đàn ông, ảnh không còn thương vợ nữa thì ảnh không nên nói gì hết. Mà đã khi một cái người đàn ông mà đã đi nói người vợ mình như vậy 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 là ảnh là một người đàn ông không đàng hoàng nữa, ảnh về ở với mình sau này xảy ra chuyện thì ảnh cũng như vậy thôi, ảnh cũng đi nói xấu mình được thôi. Tại sao em không suy nghĩ ra vậy em gái? Nhưng mà chị nói em nghe, một người đàn ông nào khi mà nó đã muốn lấy cảm tình của em rồi, nó muốn chiếm đoạt cái thể xác của em, thì cái người chồng nào không lẽ nó đi nói tốt vợ nó cho em nghe em? Nó đi nói tốt vợ nó cho em nghe thì lấy gì em thương nó, lấy gì em ngã vào vòng tay nó, chị nói em nghe có đúng không? Nhưng mà cái này thật sự chị không có ghét em đâu, nhưng mà về phận đàn bà với nhau chị cũng tâm sự, chị nói cho em nghe, chị giải thích cho em nghe. Tại vì chị biết được khi cái người chung chăn gối với chị đã hết thương chị rồi, đã hết thương chị rồi, nó mới như vậy. Còn không ấy, chị nói cho em nghe, đàn ông ai cũng có một cái sự tham lam, rất là tham lam lắm em, ai cũng muốn có của lạ của mới. Nhưng mà khi mà xong rồi người ta cảm thấy người ta chán thì cuối cùng như thế nào chị không nói em hiểu rồi chứ gì. Nhưng mà nó thì nó rất là bừa, nó bừa lắm, nó bừa lắm. Rồi em giải quyết nó xong rồi em mới xoay qua em nói với ổng, anh thay đồ anh đi ra anh giải quyết nó đi, anh nói chuyện với nó đi. Cái là lúc đó bắt đầu coi như là anh xoay qua anh phùng mang trợn mắt, anh la hét ông sùm, nhưng mà anh thay đồ anh đi, anh đi. Nhưng mà mình biết anh đi gặp nó, anh năn nỉ nó, mình biết, tại vì trong lúc đó là anh đang mê nó lắm, anh đang thương, anh mê nó lắm. Và rồi khi anh ta đi ra khỏi nhà, đi tới gặp cô ấy, thì chị chỉ ngồi ở nhà và chị suy nghĩ rằng anh rất đang mê cô ấy, anh rất đang yêu cô ấy, anh tới để năn nỉ cô ấy. Đó là suy nghĩ của chị. Thì tiếp theo đó sẽ là những gì? CC xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý khán thính giả vào ngày mai.